Thưa quý vị, tiếp nối phần tư vấn về sử dụng ATM ở tuần trước, trong chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này, chúng tôi sẽ cùng chuyên gia ngân hàng gửi đến quý vị những giải thích về dịch vụ chuyển tiền qua máy ATM. Vì sao đôi khi không thể thực hiện lệnh chuyển tiền tại ATM? Quý vị lưu ý như thế này, đối với giao dịch chuyển tiền á, thì nó sẽ có hai loại. Một loại là giao dịch chuyển tiền nội bộ trong ngân hàng của chúng ta, là ngân hàng phát hành thẻ của chúng ta đó. Thì chúng ta có thể đứng tại ATM của ngân hàng phát hành hoặc là ATM của các ngân hàng trong cái mạng thì có thể chuyển tiền được nội bộ giữa cái thẻ cũng như tài khoản của chúng ta đến cái thẻ hay là tài khoản của khách hàng mà nằm trong cùng ngân hàng. Thứ hai là giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng. Thì một cái điều bắt buộc hiện nay á, là khách hàng phải đến đúng cái ATM của ngân hàng phát hành thẻ của chúng ta. Ví dụ như chúng ta phát hành thẻ bởi ngân hàng A thì phải đến ATM của đúng của ngân hàng A thì chúng ta mới có thể thực hiện chuyển tiền qua cái tài khoản hoặc thẻ của ngân hàng còn lại, ngân hàng khác. Vì sao chuyển tiền qua ATM lúc nhanh, lúc rất chậm? Thì bên cạnh cái việc phân loại hai cái loại chuyển tiền bên trong và chuyển tiền bên ngoài liên ngân hàng, thì chúng ta cũng thể lưu ý là đối với cái ngân hàng phát hành của chúng ta thì cho phép chúng ta chuyển đến được ngân hàng nào. Chủ yếu là các ngân hàng trong cái mạng mà của cái ngân hàng chúng ta tham gia, cũng như là cái ngân hàng đó có cho phép chuyển tiền liên ngân hàng. Thưa quý vị vừa theo dõi chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ cũng như là chính sách trong ngành ngân hàng, xin quý vị vui lòng gửi vào hộp thư tạp chí ngân hàng fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần.